Hello, xin chào những chị nhà đầu tư cuối tuần nha anh chị. Anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một like và thả cho anh Lâm một quả tim dưới cái phần bình luận bên dưới nha anh chị. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nào mà chưa like, chưa tương tác nhớ like và tương tác giúp em Lâm nha anh chị. Đặc biệt hơn nữa là anh chị nhà đầu tư nào cần cơ cấu lại tài khoản, cơ cấu lại danh mục cũng như là tìm kiếm những cái mã cổ phiếu tốt cũng như là giao dịch trong giai đoạn này nắm bắt cơ hội để mà kiếm lợi nhuận thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha anh chị, để mình có thể hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Ok, mọi người nhớ tương tác và nhớ like giúp em nha anh chị, đặc biệt là liên hệ ngay với em theo số điện thoại phía trên màn hình. Cảm ơn chị nhà đầu tư nhiều nha. Và cũng như là không quên anh chị nhà đầu tư nào theo những cái khuyến nghị có lợi nhuận thì nhớ mời em Lâm một ly cà phê là quá là vui rồi anh chị. Thì cũng đi theo cái sự vui sướng của anh chị nhà đầu tư thì cuối tuần này thì chủ nhật thì mình có một cái video gửi tới cho anh chị nhà đầu tư. Về cái nhóm này thì anh chị nhà đầu tư thấy là trong cái giai đoạn vừa rồi thì nó chưa có gì hết anh chị, và nó cứ lên sình, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu nhỏ thì nó chạy nhiều. Thì mình nhận được khá nhiều câu hỏi thì mình cái trách nhiệm của mình anh chị thì phải làm một cái video để mà gửi tới cho anh chị nhà đầu tư cũng như tìm kiếm những cơ hội trên cái nhóm ngành này cho quý anh chị nhà đầu tư. Đó là về cái nhóm thép. Thì nhìn chung nha anh chị, nhìn chung về tất cả trên thị trường á, có thể là anh chị nhà đầu tư thấy ngân hàng hoặc là anh chị nhà đầu tư thấy là một số mã cổ phiếu trụ không. Tuy nhiên đối với mình thì cái sóng này là sóng đầu cơ, sóng đầu cơ tương đối cao, tại vì cái dòng tiền nó dịch chuyển vào thị trường và cái tính năng đầu cơ của nó tương đối cao. Thì anh chị nhà đầu tư thấy là những cái mã cổ phiếu penny thép hoặc là những cái mã cổ phiếu penny bất động sản hoặc là những cái mã cổ phiếu penny liên quan về chứng khoán cũng như là một số cổ phiếu penny nó chạy rất mạnh ở trong giai đoạn vừa rồi, cho thấy là cái đồng tiền đầu cơ nó cực kỳ nóng ở trong giai đoạn này anh chị. Thì về cái xu hướng sau này thì mình đánh giá vẫn là cái sóng đầu cơ thôi anh chị, vẫn là sóng đầu cơ. Rồi dòng tiền nó cũng sẽ tìm tới những cái mã cổ phiếu mid cap cũng như những cái mã cổ phiếu nhỏ thôi. Thì tranh thủ những cái pha điều chỉnh của những cái mã cổ phiếu nhỏ cũng như là những cái mã cổ phiếu vừa khi mà cái mã cổ phiếu trụ nó đang kéo hoặc là ngân hàng nó đang kéo trong giai đoạn này thì mình vẫn tập trung vào để mà tìm kiếm cơ hội ở trong giai đoạn này với những cái mã cổ phiếu nhỏ hơn. Thì hôm nay thì mình phân tích cho anh chị một mã cổ phiếu thép tầm trung, thì anh chị nhà đầu tư có thể là canh cái điểm vào để mà anh chị giao dịch được trong cái phiên giao dịch ngày mai hoặc là ngày mốt nha anh chị. Thì Hoa Sen vừa rồi thì nó bị cắt margin, thành ra cái áp lực của nó bán và nó gãy mất cái nền anh chị, thì bây giờ nó quay lại cái nền giá rồi. Tuy nhiên nó cần phải vượt lên để mà đi lên phía trên thì thành ra cái mã cổ phiếu này nó sẽ lỡ hơn một nhịp, nó sẽ yếu hơn những cái mã cổ phiếu khác một nhịp, tại vì nó vô tình nó đã bị lỡ một nhịp nha anh chị. Thành ra là mình không đặt tiêu chí nhiều lên Hoa Sen nữa, thì bây giờ mình sẽ tìm cho anh chị một cái mã cổ phiếu đó là Nam Kim. Thì Nam Kim thì anh chị nhà đầu tư có thể hình dung ra được cái mã cổ phiếu đây thì trong giai đoạn vừa rồi thì nó cũng chưa có tăng giá anh chị, nó tích lũy, nó tích lũy anh chị, nó tích lũy khá là dài đối với NKG ngon. Về ba cái mã cổ phiếu như Hòa Phát, Nam Kim với là Hoa Sen thì mình đánh giá là Nam Kim là ok nhất. Thì Nam Kim giai đoạn này thì nó đang thoát mây, đang thoát mây, một cái tín hiệu cực kỳ hay ở trong Ichimoku nha anh chị, đang thoát mây và anh chị thấy cái đường màu cam này nó đang đi lên nữa thì nó gần với nhau, thì cái khả năng bung giá của thằng Nam Kim này nó sẽ tốt hơn. Nếu như Nam Kim mà nó vượt được lên cái vùng giá này anh chị, mình sẽ vẽ một trên giá ở đây cho quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Vẽ một trên giá ở đây thì nó bắt đầu từ cái khu vực này, anh chị thấy là bắt đầu từ khu vực này thì nó rách lên, cái là xu hướng của nó sẽ đâm lên, có thể tiếp cận 18 20 trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Nếu như anh chị đủ kiên nhẫn thì cái mã cổ phiếu này có thể là về tầm giá cỡ 20.000 trong giai đoạn sắp tới để mà anh chị nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận. Mua thì mua ngay vùng giá này luôn, tại vì cái hỗ trợ của Nam Kim nó nằm ngay ở dưới không, và cái hỗ trợ rất cứng ở trong giai đoạn này. Anh chị mua giá này thì khi nó quay lại nó mất hỗ trợ cái là mình có thể thoát, tại vì cái điểm cắt lỗ của mình rất là gần nha anh chị, rất là gần. Thành ra là cái vị thế của mình trong giai đoạn này đối với mã cổ phiếu này là cực kỳ tốt, không cực kỳ tốt để mà vô với Nam Kim ở trong giai đoạn này. Nó cũng đã thoát mây, sáng mai thì anh chị nhà đầu tư có thể đi lệnh được đối với mã cổ phiếu này rồi. Về cái mặt trung và dài hạn hơn thì bắt đầu Nam Kim nó cũng thoát mây ra, thì hôm bữa mình có nói với anh chị nhà đầu tư về thị trường ạ. Thì khi cổ phiếu thoát mây thì bắt đầu vô một xu hướng mới. Nếu như nhìn về cái vấn đề về mặt dài hạn hơn á, mà Nam Kim nó vượt lên được cho mình tầm giá cỡ 17 đi. Ví dụ hồi nãy mình nói anh chị nhà đầu tư nó vượt lên 17 đi thì Nam Kim có thể nó sẽ đi về 24 luôn chứ không phải là 20 nha anh chị. Về cái mặt dài hạn hơn là đối với Nam Kim có thể là nó sẽ đi về tầm giá cỡ 24. Thì nếu như mà cổ phiếu này anh chị mua và nắm giữ không được thì có thể là tiếp tục view nắm giữ, tại vì nó cũng đã thoát ra đây thì nó bắt đầu vào cái mặt uptrend về cái mặt trung trung hạn nha anh chị. Đó là một trong những cái tín hiệu về Hoa Sen, Nam Kim nha anh chị. Nam Kim đó là một trong những cái tín hiệu mình thấy khá là tốt. Tại sao mình lại chọn Nam Kim ở trong giai đoạn này? Tại vì anh chị nhìn vào tí cho em vào cái nhóm ngành nữa anh chị, mình nhìn vào tí vào cái nhóm ngành nữa.
À, thì bây giờ anh chị nhà đầu tư có thể hình dung ra cái nhóm thép thì anh chị thấy nó tích lũy một cái đường giá dài. Khả năng nhóm thép thì mình thấy cái xu hướng tích cực thì có thể nhóm thép nó sẽ tìm tới là đâu đó là 270, 270 về lại cái vùng đỉnh phía trên này, quanh quanh 270 này. 270, 260 mấy này thì nó lên tới đây thì Nam Kim nó cũng sẽ lên, tại vì họ sẽ bây giờ là cái nhóm thép nó thoát may rồi anh chị. Thì với xu hướng này thì cái dòng tiền mình nghĩ là nó ở trong trụ, sau đó nó lại chạy ra những cái mảng phí mid cap thôi. Đợt này thì mình sẽ đánh cổ phiếu tầm trung để mình có thể giải ngân được anh chị, giải ngân được. Còn những cái mảng cổ phiếu penny thì anh chị biết rồi, nó chỉ phục vụ cho anh chị nhà đầu tư lướt sóng cũng như là đi với cái tài khoản nó vừa phải, nó nhỏ thôi chứ không phải đi tài khoản lớn được. Thì mình vẫn tập trung vào cho em cái dòng mid cap, dòng tiền đầu cơ tập trung vào mid cap cho mình, tại vì cái dòng tiền này là dòng tiền nóng anh chị, nó vào trụ rồi mình nghĩ nó cũng sẽ ra lại thôi, nó cũng sẽ ra lại cho đối với những mã phiếu thôi. Thì cái cơ hội này khi mà vào trụ thì cổ phiếu bên này nó chỉnh thì canh gom thêm mạng cổ phiếu bên này, ngay cả những cái mã cổ phiếu nhỏ cũng vậy. Thì mình nói anh chị nhà đầu tư là canh những cái pha nhịp chỉnh tầm 2-3 phiên anh chị nhà đầu tư có thể canh nhặt được đối với những mã cổ phiếu nhỏ rồi. Bản chất của dòng trong giai đoạn này cái dòng tiền đó là dòng tiền đầu cơ, thành ra là tập trung vào những cái mã cổ phiếu nóng. Ok, đó là góc nhìn của mình nha anh chị. Ba cái mảng cổ phiếu Hòa Phát, Hoa Sen với lại Nam Kim, thì bây giờ mình đánh giá Nam Kim nó sẽ lợi thế hơn Hoa Sen một nhịp, thành ra đánh Nam Kim là hợp lý nhất. Anh chị nhà đầu tư có thể canh giao dịch phiên giao dịch ngày mai. Anh chị nào tham gia thì nhớ liên hệ với mình nha anh chị. Sau đó là mình sẽ đồng hành cùng quý anh chị nhà đầu tư cũng như là cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư để anh chị theo dõi cái mảng phiếu này tốt hơn. Còn không thì anh chị nhà đầu tư nào không tham gia thì mình sẽ tìm cho anh chị một cái mã cổ phiếu mới không tích thép, tìm cho anh chị một cái mã cổ phiếu mới nha anh chị. Cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều nha. Chúc anh chị nhà đầu tư có một cái ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha anh chị. Chúc cho anh chị nhà đầu tư có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ cũng như là chờ đợi cái cơ hội trong giai đoạn sắp tới. Cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư rất nhiều nha. Ok, không. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư vào cái phiên giao dịch ngày mai nha anh chị. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Tối nay mình vẫn tiếp tục livestream cùng quý anh chị nhà đầu tư nha. Cảm ơn, xin chào, bye bye.